Có khá nhiều bác yêu cầu thử cái đài test chất âm của chiếc đài Sony 3 cây gậy này. Nhưng cũng phải chia sẻ các bác là thật là một tuần ấy thì em thường quay video vào cuối tuần. Sau đó hàng ngày thì sẽ up lên hoặc là em sẽ tải sẵn lên và để ở chế độ tự phát. Nghĩa là nó sẽ tự động phát ấy. Đấy. Vì nhiều lúc các bác bảo chụp ảnh thì thực ra thì có những cái chụp được, có những cái không chụp được. Bởi vì em bán đài này là nghề phụ thôi ạ. Nghề chính em làm việc khác, hàng ngày phải đi làm, vì thế nên là cái thời gian dành cho đăng video cũng rất là hạn chế. Thì thường một tuần thì em đã dành ra một buổi cuối tuần để chuyên quay các video, sau đó thì em sẽ up lên YouTube. Đấy, có một số sản phẩm thì em chụp ảnh được ngay, có một số sản phẩm thì không chụp ảnh được ngay. Thì hôm nay thì em sẽ test chất âm của chiếc đài Sony này để các bác cùng thẩm âm nhé. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ. Giá công khai sản phẩm trên là 5.500.000 đồng. Giá trên là chưa bao gồm phí ship. Các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Bên em bán là ship code toàn quốc. Sẽ quay cho các bác hình thức trước nhé. Đây, cái phần mạ, đây là cái phần sơn ở cái này nó bong rồi này. Một chỗ này thôi. Con đài thì rất là mới đẹp. Như là cái chữ nghĩa đây các anh nhìn này. Rất mới nhé. Đây là bản này, bụi này. Thường thì video em quay khá là chi tiết. Đấy. Những video nào mà em quay chưa được chi tiết hoặc là bác có yêu cầu gì có thể là để lại cho em bình luận ở phía dưới hoặc lên liên lạc số điện thoại em đang hiển thị trên màn hình. Bác nào là lần đầu tiên xem kênh của Thế Giới Đài thì hãy ấn đăng ký để không bỏ lỡ nhiều video kế tiếp. Bên em đăng tải video vào lúc 8 giờ tối tất cả các ngày trong tuần và các sản phẩm đăng tải hoàn toàn không trùng nhau. Vì thế các bác hãy ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Bác nào thấy hữu ích thì có thể chia sẻ. Và bác nào thấy sản phẩm phù hợp thì liên lạc trực tiếp để em tư vấn và gửi thông tin chi tiết cho các bác. Và sau đây sẽ test chất âm của chiếc đài này. Chiếc đài này tuy nhỏ thôi nhưng mà chất âm của nó thì nhiều chiếc đài to không ăn lại đâu ạ. Một lần nào đó ta vẫn
anh ơi, có còn lại trắng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi. Yêu rồi tình yêu sao chua cay, men nào bằng men thương đau đây, hơi người bỏ ta trong mưa bay. Mặt đời đổi thay,
tình ơi. Goodbye my love, đến bao giờ còn trông thấy nhau? Người hỡi xin đừng quên, nhớ chăng giây phút êm đềm. Xin giữ sao cho tình mình còn bền lâu. Đêm nay vì đường xa ướt mưa, đừng bắt anh đưa em về. Anh xin em đừng về, đường quá xa xôi. Xin mưa chiến miên mãi không lắng đồng, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Trong cơn mộng mưa trôi không giác ta ước mơ. Rồi, thế giới đài xin tạm dừng phần test chất âm của chiếc đài này. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ sở hữu. Giá không hai sản phẩm trên có mức giá là 5.500.000 đồng. Giá trên là chưa có phí ship. Bác nào ở nội thành Hà Nội sẽ được miễn phí ship. Và các bác ở xa thì em sẽ ship code hoặc ship bằng ô tô đến tận tay các bác có nhận hàng, kiểm tra ok trả tiền. Sản phẩm trên bán được bảo hành 3 tháng. Tặng bác một cuốn băng để test đài. Và con này nó là dùng đa cầu điện, có thể cắm được điện 220V luôn. Thế giới đài xin tạm dừng phần test và giới thiệu chiếc đài Sony 11 tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc thường xuyên ghé kênh để xem em thuyết trình và giới thiệu sản phẩm. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại toàn thể các bác ở các video tiếp theo.